Xin chào mọi người, chào mừng mình đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Như mọi người đã đọc cái tiêu đề thì trong cái video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết rõ hơn về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người đồng bào Tà Ôi, vùng cao của huyện A Lưới. A Lưới là một huyện miền núi phía Tây, dãy núi Trường Sơn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, 75% dân số là người dân tộc Tà Ôi. Trong văn hóa của người Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, tấm thổ cẩm được coi là thứ đa nhiều giá trị trong đời sống. Trong đời sống tinh thần của người Tà Ôi, rèn không thể thiếu trong các hoạt động tín ngưỡng, thờ cúng, là vật đình ước của các cô gái với ý trung nhân hoặc để thể hiện lòng hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, với những người có công với bạn làng. Để làm ra loại rèn bền đẹp, có họa tiết hoa văn tinh tế, những người phụ nữ Tà Ôi phải trải qua nhiều công đoạn công phu, cầu kỳ. Những tấm rèn có các màu chủ yếu như đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá và tím. Mỗi loại màu được chế từ các loại cây, lá trong thiên nhiên, từ các loại củ. Khung dệt của người Tà Ôi được làm bằng khung tre hoặc gỗ rời, khá đơn giản và gọn nhẹ. Nhờ vậy, người phụ nữ Tà Ôi có thể mang bộ khung dệt tới bất cứ đâu và dệt bất cứ khi nào. Người Tà Ôi xưa quan niệm, dệt rèn là thước đo để cộng đồng đánh giá sự khéo léo đảm đang của người con gái khi lập gia đình. Với thương hiệu rèn của đồng bào dân tộc Tà Ôi ở huyện A Lưới từ lâu, đã nổi tiếng với những sản phẩm đa dạng và độc đáo, có nhiều mẫu hoa văn phong phú và lạ mắt. Nghề dệt rèn đã có từ xa xưa, truyền từ đời này sang đời khác. Các bà, các mẹ truyền dạy cho con cái, dệt thủ công ngày xưa rất cầu kỳ. Tấm vải rèn với nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau. Với giá trị nghệ thuật của rèn A Lưới là hoa văn trang trí trên nền vải rèn, phản ánh sinh động môi trường cuộc sống, sinh hoạt văn hóa và thể hiện lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương, yêu con người và yêu dân tộc mình. Nghệ thuật trang trí hoa văn thể hiện nét đảm đang, rõ ràng của người phụ nữ A Lưới. Không ai biết từ bao giờ, nghề dệt rèn đã thấm vào trong máu thịt của người Tà Ôi, vùng A Lưới. Trải qua trăm năm, ngàn năm, đã nhiều truyền thống văn hóa bị thời gian làm cho phai nhạt. Thế nhưng, dệt rèn của dân tộc chúng tôi vẫn luôn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Người dân Tà Ôi chăm chỉ khéo tay, tạo ra những tác phẩm thổ cẩm đặc trưng, được dệt từ sợi vải và cườm, đá. Những họa tiết đặc biệt trên vải không đơn giản là hình vẽ mà còn nổi bật lên một cách khác lạ nhưng lại rất hài hòa. Cái video của mình đến đây là hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này nhá. Trong phần 2 thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà dệt thổ cẩm rèn A Lưới của người đồng bào Tà Ôi. Để theo dõi phần 2 thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nhá.